Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết là giá trị xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1,79 tỷ đô la Mỹ, giảm trên 12% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới thì mặt hàng này có tiềm năng xuất khẩu cao bởi nhiều nước đang cam kết mở cửa mạnh cho rau quả Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất khẩu giảm từ thị trường Trung Quốc, còn lại hầu hết các thị trường đều có giá trị xuất khẩu tăng, đặc biệt là các thị trường đòi hỏi chất lượng cao như Hàn Quốc tăng 22%, Mỹ tăng 6%, Nhật Bản tăng 15,5%, Hà Lan tăng 9%. Dự kiến hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới sẽ tạo thuận lợi cho ngành hàng rau quả mở rộng thị trường xuất khẩu. Cụ thể, xóa bỏ 94% trong số 547 dòng thuế rau quả và các chế phẩm từ rau quả. Thưa quý vị, trong khi việc xuất khẩu rau củ quả đang gặp khó khăn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, thì việc xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản lại đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Đến hết tháng 6, xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản ước đạt trên 5,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Và xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản năm 2020 dự kiến sẽ cán đích 12 tỷ đô la Mỹ. Đây là lĩnh vực đóng góp lớn nhất về giá trị xuất khẩu trong rổ hàng hóa nông lâm thủy sản năm nay của ngành nông nghiệp. Để tháo gỡ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam trực tiếp đến doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn, báo cáo Thủ tướng đưa doanh nghiệp chế biến gỗ vào nhóm đối tượng được hỗ trợ do tác động bởi dịch COVID-19. Hiện cơ bản các doanh nghiệp lớn đã ổn định sản xuất trở lại, chỉ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trên cơ sở tính toán, năm 2020, giá trị xuất khẩu sẽ đạt từ 11,75 đến 12 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng trưởng này có thể bù đắp vào giảm tăng trưởng của các ngành khác. Thưa quý vị, theo số liệu của cơ quan hải quan Trung Quốc, 5 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,72 triệu tấn thịt lợn, trị giá 5,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 161,4% về lượng và tăng 323,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Các chuyên gia đánh giá những diễn biến của thị trường thịt lợn Trung Quốc cũng có nhiều nét tương đồng với Việt Nam khi dịch tả lợn châu Phi âm ỉ khiến việc tái đàn của người dân bị ảnh hưởng. Giá lợn hơi trong ngắn hạn sẽ khó có thể giảm sâu dù ngành chức năng đã cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan. Theo ghi nhận ngày cuối tuần, giá lợn tại miền Bắc giảm nhẹ. Cụ thể, tại tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt báo giảm 2.000 đồng một kg, xuống 88.000 đồng một kg. Các địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định. Giá lợn hơi hôm nay không thay đổi, hiện được thu mua từ 90.000 đến 92.000 đồng một kg. Tương tự, giá lợn tại miền Trung Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 81.000 đến 93.000 đồng một kg. Còn tại miền Nam, giá lợn dao động trong khoảng từ 84.000 đến 92.000 đồng một kg. Các chuyên gia nhận định giá lợn hơi tại Việt Nam đang thuộc top cao nhất nhì thế giới và khó có thể giảm sâu trong ngắn hạn do dịch tả lợn châu Phi chưa thể kiểm soát, đàn nái bị giảm mạnh sau khi dịch bệnh tấn công. Dù đã áp dụng nhiều biện pháp như nhập khẩu thịt lợn sống, sản phẩm thịt lợn, tuy nhiên giá lợn thì vẫn giảm rất nhỏ giọt. Thưa quý vị, sau nhiều tuần hoành hành ở miền Tây và miền Nam Trung Quốc, mưa lũ đã mở rộng sang cả miền Đông, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Hiện chính quyền các địa phương ở quốc gia này đang huy động mọi nguồn lực để đối phó với mưa lũ, tập trung giải cứu các cộng đồng dân cư bị mắc kẹt ở vùng sâu vùng xa. Theo Bộ Nguồn nước Trung Quốc, tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực xung quanh Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc và cũng là hồ điều hòa của sông Trường Giang. Mực nước hồ đã tăng hơn 0,4 mét trong 8 ngày liên tiếp. Ngày hôm qua, mức cảnh báo lũ lụt xung quanh khu vực này đã được nâng từ cấp độ 2 lên cấp độ 1, mức cảnh báo cao nhất. Chỉ trong một tuần mà số người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Trung Quốc đã nâng từ 20 triệu lên 30 triệu người. Thời tiết mưa lũ cực đoan này dự báo tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Năm nay được ghi nhận là một trong những mùa mưa bão dữ dội hàng đầu Trung Quốc trong nhiều năm qua, với tình trạng lũ lụt ở lở đất, mưa lớn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành. Thưa quý vị, tại xã Đốc Bình Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, người dân phát hiện có một lượng lớn tỏi được đựng trong bao lưới trôi lềnh bềnh trên các sông, kênh Ba, kênh Giữa, kênh Hai Hạc, kênh Bùi. Được biết là mỗi bao tỏi có trọng lượng 20 kg, sau khi trục vớt có tổng trọng lượng hơn 1 tấn, còn tươi nguyên, mang nhãn mác là Product of China. Do đây là tỏi không rõ nguồn gốc và có in xuất xứ từ Trung Quốc, nên ngành chuyên môn đã thu gom và tiến hành tiêu hủy, đồng thời khuyến cáo người dân không nên sử dụng.
Trường hợp các hộ đã vớt cần nộp lại cho ngành chức năng tiêu hủy. Hiện tại, ngành công an đang truy tìm chủ sở hữu của số tỏi và chiếc xe đã bỏ tỏi xuống sông để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, mấy ngày gần đây tại tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa lớn trên diện rộng gây ngập úng nhiều diện tích lúa hè thu mới xuống giống. Mặc dù người dân đã chủ động máy bơm để tát nước chống úng cho lúa, nhưng do lượng nước quá lớn nên nhiều diện tích lúa mới gieo xạ bị ngập sâu trong nước, nguy cơ bị thiệt hại nặng. Trước mắt các ngành chuyên môn đã mở hết các cống thủy lợi, đồng thời hướng dẫn vận động người dân khơi thông dòng chảy, gia cố lại bờ bao, bơm tát nước từ đồng ruộng ra các sông, rạch, không để tình trạng ngập úng kéo dài làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các trà lúa. Theo dự báo của ngành chuyên môn, vài ngày tới mưa lớn tiếp tục xuất hiện nên nhiều diện tích lúa mới gieo xạ có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng. Thưa quý vị, thời gian qua, cơ giới hóa trong sản xuất lúa trên cả nước đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy vậy, mức độ cơ giới hóa sản xuất lúa mới chỉ thực hiện được ở một số khâu, khả năng ứng dụng cơ giới hóa còn chênh lệch giữa các vùng miền. Theo các chuyên gia đánh giá thì một trong những nguyên nhân khiến quá trình cơ giới hóa chậm tại miền Bắc là do đồng ruộng còn manh mún, người nông dân còn chưa thay đổi tư duy trong sản xuất. Và đây cũng chính là nội dung được các chuyên gia đưa ra và thảo luận tại diễn đàn đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại các tỉnh phía Bắc do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tổ chức tại tỉnh Hải Dương. Tại diễn đàn, các chuyên gia đánh giá trình độ cơ giới của các tỉnh phía Nam cao hơn các tỉnh phía Bắc, trong khi mức độ cơ giới ở các tỉnh phía Bắc cũng khác nhau, được chia thành từng khâu như là mở đất hay thu hoạch. Từ làm khô làm đất, rồi thu hoạch thì đã cơ bản là bằng máy. Hiện nay khu lĩnh vực khó nhất là cho cái cấy máy. Cấy máy tỉnh Hải Dương chúng ta hiện nay được khoảng trên 7%. Nguyên nhân khiến tỷ lệ cơ giới hóa tại các tỉnh phía Bắc còn thấp là do các thửa ruộng nhỏ lẻ, manh mún vẫn còn phổ biến. Khả năng huy động các nguồn lực trong xã hội phục vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp còn hạn chế. Người nông dân và chính quyền nhiều nơi chưa thực sự quan tâm đến những tiến bộ kỹ thuật mới, chưa thay đổi được thói quen sản xuất truyền thống. Bởi vì đây là một cái máy giá trị như thế thì không phải mỗi hộ có một máy được, mà chúng ta phải hình thành những cái tổ dịch vụ hay hợp xã. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa để tạo ra cái cánh đồng quy mô lớn hơn. Để như thế thì cái hoạt động của cái máy cấy nó mới được dễ dàng hơn. Để đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, theo Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng ruộng, giao thông nội đồng, phát triển thị trường máy nông nghiệp, cần phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị ra mắt trang web Hành động vì Hà Nội, báo cáo đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện chỉ thị số 15 về loại bỏ bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố. Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, tính đến tháng 6 năm nay thì Hà Nội đã giảm được 72,8% số lượng bếp than tổ ong so với năm 2017. Điều đó có thể cho thấy sự nỗ lực của các cơ quan chức năng cũng như sự chung tay của người dân thủ đô vì một môi trường trong sạch hơn. Tuy nhiên hiện tại, người dân vẫn còn đốt hơn 15.000 bếp than tổ ong mỗi ngày. Dù việc sản xuất và sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu đã được khuyến cáo là một trong những nguyên nhân khiến cho Hà Nội trở nên ô nhiễm trong thời gian vừa qua. Vậy thì liệu rằng thủ đô có thể tiến tới loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong vào năm 2021 như đã đề ra hay không? Người dân nên sử dụng những loại bếp nào để thay thế cho bếp than tổ ong? Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Cơ, nguyên giảng viên khoa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào. Dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa giáo sư, một con số rất là vui mừng như chúng tôi cũng đã vừa thông báo đó chính là chúng ta có tới 72,8% số lượng bếp than tổ ong đã được giảm so với năm 2017 theo như báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Vậy thì không biết là giáo sư đánh giá như thế nào về con số này? Vâng, trước hết là tôi rất vui mừng biết được cái con số như thế. Cái con số ấy nó phản ánh cái sự phát triển của Hà Nội. Và người dân Hà Nội đã giàu có hơn. Đấy là cái trước hết. Và nó cũng đánh giá cái sự vào cuộc của các cấp chính quyền để có thể gọi là đưa cái người dân Hà Nội có được cuộc sống như ngày hôm nay. Và cũng cái sự ủng hộ của người dân thì chúng ta mới có được những con số như thế. Dạ vâng, và chúng ta cũng đều biết rằng là khói từ bếp than tổ ong cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho môi trường của Hà Nội trở nên ô nhiễm hơn trong thời gian vừa qua, cũng như là có những ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe cộng đồng. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ rõ hơn là bếp than tổ ong có những ảnh hưởng ra sao không ạ? Phải nói thế này, tức là
cái bếp than tổ ong của người Hà Nội nó gắn với người Hà Nội qua rất nhiều những cái thế hệ khác nhau, và nó có thể nói là một trong những cái cứu cánh của các cái gia đình của Hà Nội ngày xưa. Thế nhưng mà đúng là ô nhiễm không khí do cái bếp than tổ ong nói riêng và các cái loại bếp mà ở Trung Quốc nó gọi là bếp mà sử dụng nhiên liệu rắn ấy, thì nó có cái gây cái ô nhiễm trong nhà rất là nặng, và đặc biệt là nó gây ảnh hưởng cho những cái người trực tiếp làm bếp, đó là các chị em phụ nữ. Và họ đã tính rằng là cái này thì nó đã gây đến những cái ảnh hưởng rất là lớn, đặc biệt là đối với sức khỏe. Và họ đã tính ra được những con số là cái lượng chết sớm, tức là tử vong sớm do cái này nó cũng là rất lớn. Cho nên có điều là ở Việt Nam ta chưa chứng minh được cho mọi người cái điều này một cách rõ ràng. Đấy cũng là một cái gọi là yếu kém của cái phía Việt Nam hiện nay. Vâng, có thể nói rằng là bếp than tổ ong mặc dù cũng là một gần như là một cái vật dụng rất là quen thuộc đối với nhiều người dân và đặc biệt là những người ở thế hệ trước, đúng không ạ? Đúng. Tuy nhiên thì cũng không thể phủ nhận những ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe của chính chúng ta. Và tiến tới việc loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong của thành phố Hà Nội thì từ nay cho tới ngày 31 tháng 12, thành phố sẽ yêu cầu người dân phải chuyển sang sử dụng những loại bếp khác an toàn và thân thiện hơn. Tuy nhiên hiện nay thì cũng rất nhiều người dân họ chưa mới mặn mà với những loại bếp mới này. Thì không biết là giáo sư có thể cho biết nguyên nhân vì sao lại như vậy không ạ? Trước hết là thế này, lúc nãy tôi nói là tôi chúc mừng Hà Nội là phát triển và cuộc sống của người Hà Nội đã cao. Vậy thì cái chuyển đổi này là do cái ý thức hay là do cái gì? Một trong những cái tôi cho là nó rất là quan trọng, đó là do cái cuộc sống nó được cuộc sống nó được nâng cao. Cái GDP của Hà Nội bây giờ đã đạt tới cỡ 5.000 đô la một đầu người rồi. Và vì vậy cho nên đấy là có thể là họ chuyển đổi theo, họ nhận thức được cái ảnh hưởng và họ chuyển đổi. Và vì vậy cho nên đấy, cái là 17%, 27, 72,8%. Đấy, thế còn khoảng 27% cái này là bây giờ là vấn đề là khó. Bởi vì có thể là cái đối tượng ấy là có thể là người nghèo hơn. Họ chưa có đủ sức để mà chuyển đổi. Vì vậy cho nên tôi cho rằng Hà Nội phải làm quyết liệt, phải có những cái phương thức mà rất là đúng đắn ấy, thì mới có thể đạt được cái điều này. Bởi vì phải phân loại ra xem những cái người mà hiện nay họ chưa chuyển đổi là thuộc cái diện gì, diện nghèo hay là diện mà điều kiện. Hai nữa là phải chỉ cho họ là bây giờ bỏ bếp than tổ ong thì chuyển sang cái bếp gì. Đấy, thế rồi bếp ấy là giá như thế nào, bếp từ, bếp điện hay là cái bếp mà sử dụng cái nhiên liệu khác. Đấy, thì tất cả những cái việc đấy là phải làm, phải nói là cũng phải quyết liệt thì may ra mới đạt được. Vì vậy cho nên tôi là nhà khoa học thì bảo tin thì cũng tin thôi, nhưng mà trong thâm tâm thì cũng lo là không đạt được. Dạ vâng, đúng như giáo sư vừa chia sẻ thì cách quan trọng nhất để chúng ta có thể khiến cho người dân thay đổi thói quen sử dụng bếp đó chính là phải giới thiệu cho họ những loại bếp mà an toàn hơn, thân thiện với môi trường hơn và đặc biệt là đảm bảo cho sức khỏe hơn, đúng không ạ? Vậy thì theo giáo sư, người dân sẽ nên sử dụng những loại bếp nào thay thế cho bếp than tổ ong? Thế thì cái này thì cũng không thể áp đặt được. Đấy, thì tôi chẳng hạn là làm nghiên cứu khoa học là chính. Thế nhưng mà tôi cho rằng thế này nó phụ thuộc rất nhiều, mỗi người phải tính toán, tự mình tính toán xem chuyển đổi cái nào là phù hợp với mình nhất. Thế thì tất nhiên là dầu thì chuyển sang bếp từ, đúng không? Sang phải bếp điện, rồi sang những các cái mà nó rất là hiện đại mà nó hiệu quả. Thế nhưng mà nghèo thì tính sao đây? Đấy. Và vì vậy trong cái chỉ thị 15 ấy liên quan đến bếp than tổ ong ấy thì nó có cái cơ chế tài chính, nhưng mà hiện nay cơ chế tài chính vẫn chưa rõ ràng. Tức là chỉ thị 15 mà có nhắc đến. Thế nhưng liệu người ta nghèo thì có giúp đỡ người ta hay không? Thứ hai nữa là chuyển cho họ cái bếp gì đây? Thế thì tôi cũng đã được nhiều cái doanh nghiệp họ giới thiệu bếp đấy. Và nếu hôm nay mà tôi nói đến cái của công ty nào thì có vẻ như thể là PR cho cái công ty ấy thì cũng không phải là hay lắm. Bởi vì là muốn hay không muốn phải chứng minh rằng cái bếp mới là cái bếp tốt thật. Đấy, không ô nhiễm hoặc là thế nọ thế kia. Nhưng mà cái ấy thì chúng ta phải nói là về mặt khoa học mà nói không phải dễ dàng. Dạ vâng, với những điều mà ông vừa phân tích cũng như là với con số hơn 15.000 bếp than tổ ong mỗi ngày thì theo ông mục tiêu mà Hà Nội đề ra là hướng đến năm 2021 sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong, liệu rằng có khả thi hay không và vì sao lại như vậy? Thế này nhá, cái khả thi hay không ấy nó phụ thuộc vào thứ nhất ấy là cái nguồn lực để thực hiện đó.
nguồn lực đây thì có cả tiền, cả nguồn lực con người đấy, và cả cái nguồn lực của cộng đồng nữa. Tức là không phải chỉ một phía từ trên xuống mà phải từ dưới cả cộng đồng lên, và trong đó có cả cái tác động của cái truyền thông nữa. Và vì vậy tôi cho rằng nếu như chúng ta đủ nguồn lực thì chúng ta thực hiện được. Và thứ hai là chúng ta phải có những cái quyết tâm. Thế thì tôi thực diện là không, cũng xin nói thật là không lạc quan lắm. Đấy, bởi vì là đây là những cái đối tượng dù nó còn có 15.000 bếp là đúng như chị nói đúng không? 15.000 bếp đúng không? Dạ. Nhưng mà đây là những cái đối tượng có cái 15.000 bếp này cũng không phải dễ dàng gì người ta có thể chuyển đổi một cách nhanh được. Vâng. Nếu như mà không có cái sự giúp sức của rất nhiều những các cái cơ quan khác, hoặc là nó không có những cái nguồn lực hỗ trợ.